Những anh em nào mà đi đánh chim sẻ này nè, đánh bằng keo làm kinh tế, hoặc là những anh em đánh lưới thì anh em phải cần những cái tiếng mới lạ, chứ anh em có một cái file đánh đi đánh lại hoài nó đụng với những người đi làm giống như anh em thì đánh nó sẽ không hiệu quả. Thì bên Thuận có một bộ tiếng để đánh lo với lo điều khiển từ xa, hoặc là anh em có thể sử dụng lo thường cũng được. Là đây là bộ tiếng mới nhất mà bên Thuận mới sưu tầm chia sẻ với lại buôn bán cho anh em. Thì những anh em nào đánh chim sẻ kinh tế, anh em nghe là anh em biết file của Thuận đánh được hay không rồi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em nào cần lấy thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận sẽ tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm thêm cho anh em. Thuận đăng bài này lên, Thuận chèn nhạc vô, khi anh em lấy là Thuận sẽ không đỡ nhạc nha, sẽ không có bài nhạc vô, chỉ có cái tiếng chim sẻ bíp chuẩn, không có tạp âm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.